video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử sản phẩm rất chi là nổi tiếng nhá, đó là sản phẩm một dòng loa, đó là dòng loa phái tổ nhé mọi anh nhá. Dòng này nó được sấy cùng một bát 30 và một tép kèn. Nói về dòng loa phái tổ này thì nó là bát leo và chạy tép là tép của hãng Selection, là một trong những dòng loa tép tiếng nó cực hay, cực sáng luôn và nghe nó rất tươi. Và với dòng tép Selection này thì nó thường được lắp vào những dòng loa rất chỉ là thương hiệu và nổi tiếng. Thường là những cái dòng loa đứng đầu của một hãng thì thường được sử dụng cái dòng tép Selection này. Ví dụ như những dòng loa B3 Sci-Fi hay những dòng loa CAF cá heo và rất nhiều những một số sản phẩm nữa thì cũng được sở hữu sản phẩm tép Selection, trong đó có dòng loa phái tổ, nên là cái chất âm của những cái sản phẩm mà được trang bị tép Selection nó nghe nó rất chỉ là hay, rất chỉ là sáng nhất. Và với đặc biệt của sản phẩm loa phái tổ bát leo trong video này thì tiếng nó rất chỉ là tuyệt vời. Và cặp loa này em test thử để gửi đến cho một bác khách bác ở cầu Thanh Trì Hà Nội và cũng đã tin tưởng vào bộ bên cửa hàng của cặp loa này và thông báo với toàn thể các bác những sản phẩm loa phái tổ bên em đang cạn dần, chỉ còn một vài cặp nữa thôi. Những bác nào có nhu cầu về sản phẩm loa phái tổ này thì các bác hãy sớm liên hệ với cầu để được sở hữu những sản phẩm thương hiệu và nổi tiếng như dòng loa phái tổ này. Giờ đây em sẽ test thử một đoạn nhạc để mời toàn thể các bác thưởng thức nhé. Sau thì em sẽ giới thiệu với các bác về những dòng vang hay những dòng loa bầu bên em về rất chi là nhiều nhé. Và trong video sau em giới thiệu về những dòng bầu đời chót nhé. Và giờ đây em xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.